các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận về đề tài người tu luyện Pháp Luân Công có nên tập các môn thể dục, thể hình, thể thao võ thuật, đá banh, cầu lông, vân vân là các môn thể thao hiện đại đó, thì người tập Pháp Luân Công có nên tập thêm các môn đó không? Thì theo thiện ý của tôi là như vậy. Khi chúng ta mới vô tu tập theo Pháp Luân Đại Pháp, nếu mà chúng ta vẫn còn đam mê các môn thể dục thể hình, vẫn còn đam mê các môn giải trí nhẹ nhàng của thế gian, thì theo tôi thấy chúng ta cứ việc tập luyện. Giả sử chúng ta thích cầu lông thì tôi thấy chúng ta cứ việc đánh cầu lông. Chúng ta thích bộ môn võ thuật thì chúng ta cứ tập võ thuật. Nhưng mà theo tôi thấy, nếu chúng ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một thời gian lâu, chúng ta tinh tấn trong việc tu luyện, chúng ta học pháp, luyện công, siêng năng và chú trọng đến vấn đề nâng cao tâm tính trong sinh hoạt hàng ngày, thì một thời gian sau chúng ta sẽ thấy các môn thể thao thể hình, các môn giải trí của thế gian sẽ không còn hấp dẫn chúng ta nữa, sẽ không lôi cuốn được chúng ta nữa, và lúc đó chúng ta sẽ biết là nên tiếp tục luyện hay không luyện các môn thể dục thể hình nữa. Còn bây giờ chúng ta mới bước vô Đại Pháp, nếu chúng ta còn ham mê các môn đó thì chúng ta cứ luyện không sao hết. Vì theo tôi thấy, các môn thể dục thể thao của phương Tây như đá banh, đá bóng, cầu lông, đánh võ hay là luyện thể hình, bơi lội gì đó thì cũng như là làm lao động chân tay của chúng ta thôi. Chúng ta sau một buổi ra cày ruộng, sau một buổi làm vườn cuốc đất thì cũng như một buổi lao động chân tay, thì chúng ta đánh võ cũng như một buổi lao động chân tay vậy thôi. Nhưng các môn khí công, các môn võ thuật có liên quan đến khí công và các môn rèn luyện khí công như là thái cực, bát quái hay là aikido hay là các môn yoga, thì các môn đó có rèn luyện khí công thì theo tôi thấy là chúng ta không nên luyện, vì các môn đó có rèn luyện khí công rồi thì nó thuộc vào chúng ta bị phạm vào bất nhị pháp môn. Thành ra các môn có rèn luyện khí công thì chúng ta không nên tham gia. Còn các môn thể dục thể thao thể hình mà vận động chân tay thôi thì tôi nghĩ là cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện chúng ta. Nhưng mà đến một lúc nào đó tu tập Pháp Luân Đại Pháp thời gian, chúng ta sẽ thấy không cần thiết các môn đó nữa, và chúng ta sẽ tự khắc buông bỏ các môn thể dục, các môn giải trí của thế gian nữa. Đó là theo tôi thấy là như vậy. Thì đó là cái hiểu biết của tôi. Thì mỗi người hãy đọc pháp cho nhiều, hãy nâng cao tâm tính trong sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta sẽ được pháp mở trí và chúng ta sẽ biết được mình nên làm gì và nên không làm gì. Vâng.